Dạ vâng, ô tô phú giá rẻ nhất cả nước xin kính chào toàn thể bà con cô bác ạ. Chào mừng bà con cô bác đã quay trở lại kênh mua bán của em ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho bà con cô bác xem những dòng xe cửa tiền chỉ có vài chục triệu và những con xe nhiều nhất thì cũng là hơn trăm thôi. Bà con cô bác mình đang có nhu cầu thì có thể tham khảo gọi điện cho em qua số điện thoại là 0397265286 nhé. Em đang có những dòng xe mẫu mã như là Hyundai Accent này, Vios này, Venza nhập này, Nissan Suli này, Forerunner này, một chiếc xe số tự động đời cao là Bullitt XL này, Hyundai Venna mới về, Daihatsu Lacetti bản Việt và Daihatsu Lacetti bản Nhật. Nếu mà bà con cô bác mình đang có nhu cầu với tầm tiền hơn 100 thì mình có thể tham khảo với những dòng xe ngày hôm nay em sẽ báo giá cho bà con xem nhé. Bà con quan tâm thì có thể kết bạn Zalo với em qua số điện thoại là 0397265286. Em sẽ gửi hình ảnh, video cụ thể những cái dòng xe này để cho bà con chúng ta xem. Và bây giờ thì em sẽ không để cho bà con chúng ta mất thời gian chờ đợi, em sẽ đi báo giá lần lượt để bà con chúng ta xem nhé. Như chiếc đầu tiên đây là một chiếc xe Daihatsu Lacetti bản SE, xe nhập khẩu Hyundai nguyên kiện tại Hàn, với mẫu xe mang biển thủ đô Hà Nội 30A08706. Option tất cả như là hệ thống đèn của chiếc xe này. Đấy. Hệ thống đèn của chiếc xe được ốp mạ inox chrome rồi này. Và với dòng xe này chủ xe họ đã trang bị như là cái áp suất lốp này, na răng đúc này. Đấy, lốp con này vậy đó là còn cực kỳ dày và đẹp nhá. Xi nhan thích hợp báo rẽ bên sườn. Một chiếc xe nhập khẩu Hyundai nguyên kiện tại Hàn và giá bán chỉ có 119 triệu đồng thôi. Xe có hai túi khí an toàn, một bên lái, một bên phụ. Lót sàn 3D, thảm để chân đi kèm và biểu tượng chỗ này thì được ốp inox rồi này. Đấy. Xe nhập hàng thì nó cũng có biểu tượng của nó để ở đây hết đấy ạ. Một chiếc xe cực kỳ đầm luôn. Giá bán là 119 triệu, gia đình sử dụng, keo chỉ của chiếc xe phải nói là còn gần như là zin hết nhá. Và đây là phần nội thất đằng sau của chiếc xe đây ạ. Trần thì được trang bị trần 3D mát mẻ này, trang bị 4 áp suất lốp này. Lốp con này vẩy nó rất là đẹp luôn, tầm khoảng được 50% giá trị của lốp. Về phía đằng sau của chiếc xe thì có trang bị cam lồi này, cảm biến lồi này. Đấy, ốp tất cả hệ thống đèn của chiếc xe đây. Đây biểu tượng của SE này, Daihatsu Lacetti bản SE 2010. Một mẫu xe gia đình sử dụng không dịch vụ, 199 triệu đồng thôi. Đây, đấy. Áp suất lốp, lốp rất là dày. Những cái dòng xe Lacetti bản nhập thì tôn vỏ của nó rất là dày ạ. Tôn vỏ dày nhá. Nên là xe chạy nó cực kỳ đầm luôn, phải nói rất là đầm. Những dòng xe gia đình sử dụng nên cái phần hệ thống táp ly của chiếc xe này, đấy. Phải nói là rất là đẹp luôn. Chốt cửa này, đấy, chốt cửa an toàn đầy đủ nhá. Những cái phần đinh chập của chiếc xe này, keo chỉ của chiếc xe, đấy, gần như là zin hết. Đăng kiểm của con này cũng còn đến tháng 9/2023. 199 triệu, Daihatsu Lacetti bản SE 2010, xe nhập Hàn, gia đình sử dụng và không dịch vụ taxi. Tiếp tục đây là một chiếc xe cửa tiền chỉ có vài chục triệu, Daihatsu Lacetti bản Việt 2004 ạ. Với chiếc xe mang biển 99A03436 nhé. Cái dòng xe Lacetti bản Việt này thì thường thường thì nó cũng chỉ trang bị kính điện và gương của nó chỉnh bằng cơ. Nhưng con này chủ xe họ đã được lên hệ thống gương kính điện đầy đủ hết rồi. Vô lăng 3 chấu. Và dòng xe này đó là một chiếc xe bản Việt. Đương nhiên nó sẽ không có tứ khí và không có ABS. Nội thất ghế da hai màu đỏ đen. Giá bán của chiếc xe Lacetti bản Việt này chỉ có 80 triệu đồng thôi. Đấy, 80 triệu nhé. Với những dòng xe cửa tiền vài chục triệu đồng này, trước em bán là 88 triệu, nhưng bây giờ em đang bán là 80 triệu. Vẫn chỉ gọi như là bớt lộc lá một chút đỉnh nữa thôi. Đấy, gọi là bớt một tí lộc nữa thôi ạ. Chứ còn những dòng xe vài chục triệu này thì em bán chỉ gọi là lấy doanh số thôi, lấy doanh thu thôi. Chứ còn nó cũng không lời lãi gì nhiều. Đấy, chỉ gọi là bớt lộc lá thôi ạ, bớt một chút lộc lá thôi nhé. 80 triệu Lacetti 2004, có màn hình cam lùi đầy đủ. Đăng kiểm con này thì nó là 20 tháng 5, đấy, hết đăng kiểm rồi.
em sẽ hỗ trợ đăng kiểm mới hoàn toàn cho toàn thể bà con cô bác ạ. Biển 99 Bắc Linh nhé, 204 vẫn là cái form này, vẫn là form cũ. Với một chiếc xe Hyundai Venna mới về cửa hàng bên em, chiếc xe mang biển Quảng Ninh 14A07808. Xe được mang trên mình lớp sơn màu xanh rất là nổi đây. Đấy, màu xanh này đang của nó đang rất là hot trên thị trường đi ạ. Vì bây giờ là những dòng xe mới của Mazda là họ lựa chọn cái màu xanh này. Nó nhìn nó rất là đẹp, nhìn nó rất là sang. Xe được trang bị ra đăng sắt nguyên bản theo xe này. Xi nhan thích hợp báo rẽ bên sườn này. Con này mới về hàng mới về ngày hôm qua thôi. À, thực sự thì nó cũng có một chút dịch vụ nhưng mà tư nhân rồi nhá. Có màn hình đầy đủ này, vô lăng tương đối khá đẹp. Mặc dù là dịch vụ nhưng mà chiếc xe còn khá là chất lượng. Đấy. À, keo chỉ của chiếc xe gần như là zin hết luôn. Đấy, 95% là keo chỉ zin. Còn keo sắt xi của chiếc xe không ảnh hưởng. Đấy, cam kết là xe thì không bị tai nạn ngập nước nhé. Giấy tờ em cam kết chuẩn chỉ cho bà con cô bác. Bao hút hồ sơ, nghĩa là bao hỗ trợ vận chuyển và giá bán chỉ có 138 triệu đồng. Hyundai Venna 2008 1.4 xe nhập Hàn. Mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe nó dao động tổng khoảng là 6,5 lít trên 100 cây. Với chiếc xe Venna này thì đương nhiên là không có túi khí rồi. Đấy, không có túi khí đầy đủ đâu ạ. À, được lên hệ thống gương kính điện đầy đủ. Đăng kiểm của chiếc xe đây tháng 6/2023. Và giá bán chỉ có 138 triệu đồng cho chiếc xe Hyundai Venna 2008 này. Một chiếc xe số tự động, đời cao, nhập đài. Bullitt X-Trailer được sản xuất năm 2009 với động cơ máy 1.8. Biển Hải Phòng 16N3984. Vâng, với chiếc xe này được trang bị na đăng đúc đầy đủ này. Lốp con này phải nói là rất là dày luôn. Hệ thống xi nhan trinh gương. Đặc biệt với chiếc xe Bullitt này nó có trang bị như là hệ thống điều hòa auto này. Đấy, số tự động 2009 xe nhập đài mà giá chỉ có 119 triệu đồng thôi. Màn hình to phạc, hệ thống gương kính điện cụp xe nhé. Đấy, hệ thống gương kính điện cụp xe. Thật sự thì những cái dòng xe này chúng ta mua về tập lái, đi một thời gian chúng ta bán đi thì nó cũng sẽ không lỗ, không hao hụt về một số những cái dòng xe nhiều tiền hơn đâu. 119 triệu Bullitt X-Trailer 2009 đời cao giá rẻ. Lại số tự động nữa cơ ạ, lấy lại số tự động nhé. Có cảm biến lùi đằng sau đầy đủ này. Đấy, cam lùi đầy đủ luôn. 119 triệu, một cái giá khá là ổn luôn. Con này thì đăng kiểm của nó cũng còn đến cuối tháng 6 cơ ạ. Nhưng mà em đã cũng đã bốc cái số đăng kiểm rồi. Đấy, bốc số rồi. Cũng chỉ còn có vài ngày nữa thôi là đăng kiểm mới hoàn toàn nhé. Đây, cuối tháng 6 cơ, 28 tháng 6 cơ ạ. 119 triệu cho chiếc xe Bullitt X-Trailer 2009. Với chiếc xe Forerunner được sản xuất năm 2002, động cơ máy 1.8, biển Hà Nội 29F5245. Xe có trang bị hệ thống đèn bi đầy đủ. Cái này là đèn, này là đèn nguyên bản của nó nhé, form mới rồi. Lốp rất là dày, được trang bị 4 phanh đĩa. Lốp phải nói là rất là dày đây. Đấy. Xi nhan thích hợp báo rẽ bên sườn. Với cái dòng xe Forerunner này, thời điểm 2002, phải nhà nào có điều kiện mới sở hữu được chiếc xe Forerunner này đi ạ. Có cả túi khí an toàn đầy đủ này, phanh đĩa 4 bánh này, nội thất đẹp sáng sủa, màn hình cam lùi, cam hành trình. Chủ xe là một ông ở Hà Nội, ông đi được một thời gian và ông đã tiến cúng chiếc xe này cho một thầy chùa Hà Nam sử dụng. Thầy đi rất là giữ gìn luôn, bao nhiêu năm sử dụng nhưng mà không bị va quyệt gì. Thầy đi là nhu cầu đi lại của thầy khá là nhiều và cũng chở đồ đi, chở kinh nghiệp rất là nhiều. Cái dòng xe 5 chỗ này là cũng hơi chật hẹp một chút nên thầy đã bán chiếc xe này lại, trao đổi cửa hàng em với một chiếc xe 7 chỗ nhé. Vâng, với dòng xe Forerunner này có trang bị cảm biến lùi này, đấy, cam lùi đầy đủ luôn. 1.8 đương nhiên thì nó cũng sẽ có một chút gọi như là một chút ăn xăng đấy. Thực sự là cũng không phải là ăn xăng nhiều đâu. 1.8 thì nó cũng chỉ tầm khoảng như là 7 lít thôi. Đấy, cũng chỉ tầm khoảng 7 lít thôi trên 100 cây ạ. Màn hình to phạc, cam hành trình có, đăng kiểm tháng 6/2023. Và giá bán chỉ có 125 triệu thôi. Forerunner 2002,
Một chiếc xe đời cao giá rẻ đáp ứng nhiều tiêu chí cho toàn thể bà con cô bác đây. Lisa Soli 2013 biển Hải Phòng 15A23763. Đấy. Với chiếc xe Lisa này thì được trang bị hệ thống na răng đúc này. Lốp đẹp dày nhá. Xi nhan thích hợp báo rẽ bên sườn. Tay nắm mở cửa đã được ốp e-lock mạ chrome này. Có trang bị hai túi khí an toàn, một bên lái, một bên phụ. ABS đầy đủ, trần nỉ, màn hình cam lùi. Lisa Soli thì rất là bè luôn. Con này thì phải nói là một chiếc xe đẹp tuyệt đối luôn ạ. Keo chỉ zin hết này, đấy. Kính kiệt của chiếc xe cũng còn nguyên bản luôn, biểu tượng của Nissan, kính zin hết nhá. Máy số zin từ mặt dàn cò, keo chỉ zin 100%. Dưới tầm tiền hơn 100 triệu mà em có thể bao kết thợ kết hãng thì có thể là một chiếc xe phải nói là đẹp tuyệt đối luôn. Đấy, đẹp tuyệt đối nhá. Đằng sau của chiếc xe thì có trang bị cảm biến lồi này, đấy. Cảm biến lồi, cam lồi đầy đủ. Và giá thì chỉ có 195 triệu đồng thôi. Đấy. 195 triệu. Nissan Soli 2013 đẹp xuất sắc bà con nhá. Đấy, tầm tiền trên dưới trên 100 dưới 200 thì bà con có thể tham khảo chiếc xe Nissan này 2013. Đấy, zin tuyệt đối, giá bán là 195 triệu đồng thôi ạ. Đăng kiểm dài tháng 1 2024. Máy số zin từ mặt dàn cò, màu bạc xịn, biển Hải Phòng nhé. Với chiếc xe Daewoo Gentra Nhật được sản xuất năm 2010, với khối động cơ máy 1.2 biển Bắc Linh 99A 53803. Đấy. Với chiếc xe Gentra Nhật được trang bị na răng đúc này, lốp rất là dày nhé. Xi nhan thích hợp báo rẽ bên sườn. Hệ thống gương kính điện cụp xòe nguyên bản theo xe. Được trang bị ghế nỉ, vô lăng 4 chấu, màn hình cam lùi, cam hành trình, trần nỉ đây. Chiếc xe Gentra Nhật này thì trước em bán là 169 triệu đồng. Nhưng bây giờ em đang giảm giá còn 159 triệu đồng thôi. Màu xám đá biển 99 Bắc Linh. Về phía đằng sau của chiếc xe thì nó có trang bị như là cái hệ thống đuôi cá phía đằng sau này. Cam lùi có đầy đủ này. Đấy, biển 99 Bắc Linh. 159 triệu Gentra nhập xe gia đình nhé, không dịch vụ và không taxi đâu ạ. Cái dòng xe cửa tiền hơn trăm thì em đang có một số những cái dòng xe khác nữa. Đấy, như là Gentra Việt. Em chỉ gọi là đánh điển hình một số những dòng xe này ra đây thôi. Đấy, Gentra nhập và Gentra Việt thì em đang đều có nhé. Con này là Gentra nhập. Đấy, động cơ máy 1.2. Nếu mà Gentra Việt nó sẽ là 1.5. Và dòng xe Gentra Việt thì nó sẽ không có hệ thống túi khí này. Đấy. Kính điện và gương của nó chỉnh bằng cơ thôi. Vô lăng của nó là 3 chấu. Nhưng với dòng xe Gentra nhập, nó sẽ được trang bị vô lăng 4 chấu nhé. 159 triệu cho chiếc xe Daewoo Gentra nhập 2010. Tiếp tục đây là một chiếc xe Toyota Vios được sản xuất năm 2010. Động cơ máy 1.5 biển Hải Phòng 15K26921. Được trang bị hệ thống xi nhan trinh gương này, na răng đúc này, phanh đĩa 4 bánh nhá. Thật sự đây là một chiếc xe Vios Limo 2010 đấy ạ. Nhưng mà chủ xe họ đậu full gần như là bản e luôn. Đấy. Độ tay nắm cửa của Vios e xịn này. Táp lô táp ly đẹp này. Độ tất sáng sủa này. Vô lăng 3 chấu. Trần nỉ nguyên bản. Hệ thống gương kính điện cụp xe luôn. Vios thì được đưa vào dòng xe phân khúc hạng B, bền bỉ đấy, bền bỉ nhất so với dòng xe cùng phân khúc. Đây, trang bị 4 phanh đĩa này, biểu tượng Toyota đây, lốp rất là dày. Với chiếc xe Vios 2010 này em đang bán là 175 triệu nhé. Biển Hải Phòng nhưng đặc biệt là gốc Hà Nội. Bà con cô bác mình khu vực Hà Nội và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đó là hai thành phố lớn. Mình muốn mua một chiếc xe gốc Hà Nội thì có thể tham khảo với cái mẫu xe này. Đấy. Tham khảo với chiếc xe Vios Limo 2010 này. Và giá bán thì chỉ có 175 triệu đồng thôi. Đấy, độ tay nắm cửa Vios e xịn đây. Thường thường những dòng xe Limo thì người ta chỉ độ rất là xấu. Nhưng con này thì độ nhìn rất là đẹp ạ. Đăng kiểm này, tháng 2, 2023. Đăng 175 triệu đồng cho chiếc xe Vios 2010 nhé, 2010.
Và cuối cùng đây là một chiếc xe Honda Accent được sản xuất năm 2009, biển 98 là Bắc Giang, 98A09169 ạ. Hệ thống đèn đó một chiếc xe rất là sáng này, được trang bị nó đang sắt nguyên bản theo xe, xi nhan thích hợp báo rẽ bên sườn. Con này trước em bán là 172, đang giảm xuống còn 162 thôi. Ghế da đẹp 3D, trần nỉ, màn hình cam lùi, cam hành trình có đầy đủ hết rồi. Và với chiếc xe Hyundai Venue này thì em đang bán chỉ có 162 triệu đồng cho chiếc xe Hyundai Accent chứ không phải là Venue, Hyundai Accent 2009 nhé. Xe nhập Hàn, máy 1.4, đấy, máy 1.4, nội thất sáng sủa, xe chạy thì cũng rất là ok luôn. Cái dòng xe này thì là cũng tương đối khá là lành, đấy, cũng rất là lành ạ. 1.4 chỉ tầm khoảng là 6 lít thôi. Kính điện và gương bằng cơ, đăng kiểm cuối tháng 6, 23 tháng 6 2023, 162 triệu, Hyundai Accent 2009 ạ. Vâng, vừa thì em đã đi báo giá cho bà con cô bác xem những dòng xe cửa tiền vài chục và nhiều nhất thì nó chỉ tầm khoảng hơn 100 thôi. Bà con cô bác mình đang có nhu cầu có thể nhấc máy gọi điện cho em qua số điện thoại là 0397265286 nhé. Đặc biệt bà con xem thì nhớ like, đăng ký và chia sẻ giúp em. Chị em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến toàn thể bà con cô bác đã luôn luôn theo dõi, ủng hộ kênh mua bán của em trong suốt thời gian vừa qua. Bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây ạ.